chào các bạn. Xin kính chào quý đoàn. Xin chào quý khách đã tới với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Tôi là Đỗ Hồng Nhung, hướng dẫn viên tại điểm. Rất hân hạnh được đồng hành để thuyết minh cho các bạn về nhà văn hóa của người Mường tại đây. Thì từ đây các bạn có thể nhìn bao quát được toàn bộ một ngôi nhà sàn đặc trưng của người Mường. Thì các bạn có thể nhìn thấy được cấu trúc của một ngôi nhà của người Mường thì gồm có 3 phần. Phần mái ở trên cùng thì người Mường dùng để thức ăn và các dụng cụ sinh hoạt ở đấy. Phần nhà sàn thì dùng để mọi người gia chủ ở và sinh hoạt. Thì còn phần gầm sàn thì dùng để dụng cụ lao động như cuốc xẻ và nuôi gia súc. Thì nhà sàn của người Mường xây dựng nhà sàn từ những nguyên liệu gắn liền với tự nhiên như là cùng cỏ danh để lập mái và các loại gỗ để làm cột. Bây giờ xin mời quý khách tiến lại gần với ngôi nhà sàn hơn để chúng ta có thể nhìn rõ hơn với kiến trúc của người Mường ạ. Xin mời ạ. Tiến đến gần với ngôi nhà sàn hơn thì chúng ta có thể thấy được là nhà sàn của người Mường thì được xây dựng bằng các loại gỗ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được một cột gỗ to thì cái này gọi là cột cái, trong tiếng Mường gọi là cứ. Loại gỗ này thì thường được người Mường chôn xuống dưới đất từ 80 cm đến 1 m. Thì do chôn xuống đất với độ sâu như thế thì thường phải được dùng bằng loại gỗ mà không bị mối mọt. Thì như ở đây thì người Mường dùng bằng gỗ lát. Và nhà của người Mường thì có 2 cầu thang, một cầu thang chính là cầu thang này và một cầu thang phụ ở phía bên tay phải của các bạn. Thì khi khách vào với tham quan ngôi nhà của đến chơi hoặc là đến chơi nhà của người Mường thì thường vào bằng cửa chính. Thì các bạn có thể bây giờ có thể lên đến tiến vào bên trong ngôi nhà để xem kỹ hơn về kiến trúc cũng như nét sinh hoạt của người Mường ở bên trong đây. Thì xin mời quý khách đi lên cầu thang này ạ. Rồi. Chào mừng ôi Mon Hà. Chào mừng các bạn đến với chuyến tham quan về với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui khi là người đồng hành cùng với các bạn. Tôi là hướng dẫn viên Đặng Lương Vĩnh, tôi đến từ Hà Nội Tourist. Như bạn đã thấy, chúng ta đang sống trong một không gian của văn hóa người Mường. Đây chính là một căn nhà đặc trưng của người Mường gồm có 5 gian chính. Như bạn đã thấy, gồm có 3 buồng chính và 2 buồng phụ. Buồng chính theo thứ tự sẽ là buồng của người lớn trong nhà như ông bà, bố mẹ. Tiếp theo đó lần lượt đến buồng cuối cùng. Buồng cuối cùng sẽ là nơi của con dâu mới, của con trai, của những người chỉ trong gia đình. Tiếp theo thì một phần không thể thiếu trong mỗi căn nhà của người Mường đó là nơi tiếp khách. Nơi tiếp khách thường đặt ở nơi chính giữa của căn nhà, thì tôn trọng, trang trọng đối với khách khứa. Đây những người dân Mường đang sinh sống tại nơi đây. Tiếp theo đó thì ở bên góc nhà chúng ta có thể thấy đó là căn bếp đặc trưng người Mường. Bạn đã thấy cấu trúc căn bếp người Mường có thể xây theo hình chữ nhật hoặc hình vuông phụ thuộc vào mỗi gia đình, phụ thuộc vào sự tiện lợi của mỗi gia đình. Đây là một căn bếp đặc trưng xây theo cấu trúc hình vuông gồm có một kiềng. Và đây thì các bên đá này được gọi là các bếp, phụ thuộc vào số thức ăn nhiều hay ít thì họ sẽ xây theo các bếp, số lượng các bếp. Đây là các bếp 2. Ngoài ra có những các bếp 3, 4. Các bếp là nơi để thức ăn như để lúa, để ngô, để thức ăn như ở đây là thịt, cá. Ngày xưa thì người Mường khi mà chưa có phơi nắng không khô thì họ thường nạo sắn hoặc ngô ngay tại cạnh bếp. Và sau đó thì họ sẽ đem lên tầng 1 để hong khô. Sau đó thì họ sẽ đi tiếp tục lấy sắn ngô về. Và lượt thứ hai thì họ sẽ đem cái lượt mới của hong này lên trên tầng tiếp theo và để lượt mới ở đây. Và cứ lần lượt như thế, càng trên cao thì sẽ là số thức ăn càng để lâu.
Đây sẽ là một cách để giữ thức ăn được lâu của người Mường. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến bên không gian cổng chiêng. Đây, các bạn theo tôi. Đây chính là bộ cồng chiêng của người Mường. Một bộ cồng chiêng đầy đủ thì bao gồm có hàng trăm chiếc, nhưng về chính thì sẽ có 3 chiếc chính. Ba chiếc chính gọi là ba chiếc giai điệu, và những chiếc tiếp theo gọi là chín chiếc khẩm. Ba chiếc giai điệu là những chiếc dùng để đưa dẫn đường cho những chiếc sau nối âm. Và tiếng chiêng thì là một nét đặc trưng của người Mường, thể hiện những khát khao của họ, về khát khao về mưa thuận gió hòa, về hạnh phúc, về thể hiện niềm vui, niềm sung sướng cũng như nỗi buồn, như kiểu là những tiếng chiêng trong ngày đám của những đám ma Mường thì cũng có thể thể hiện niềm hạnh phúc của những ngày vui, ngày hội. Có rất nhiều điệu Mường khác nhau như điệu Mường Tọc. Mường Tọc là gì? Mường Tọc là điệu chiêng Mường về săn bắn thú. Điệu Mường Tàng. Mường Tàng là gì? Mường Tàng là các điệu về lễ hội, điệu về cưới hỏi. Cuối cùng là các điệu Mường về mừng cơm mới, lúa mới. Sau đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức một đoạn trình diễn của hai nghệ nhân người Mường, đó là cô Bùi Thị và Lan Phương và cô Đinh Thị Quyến, sẽ thể hiện một đoạn của chiêng Mường rất đặc trưng. Mời các bạn thưởng thức. Xin quý khách hãy cùng chúng tôi thưởng thức điệu chiêng Mường. Tây Nguyên. Chúng mình là hướng dẫn viên tại điểm. Nơi chúng ta đang đứng đây là làng Bana thuộc khoai các dân tộc Việt Nam. Làng Bana bao gồm một nhà rông cao, một nhà rông thấp, hai nhà sàn, hai kho lúa, hai nhà mồ và 30 tượng mồ. Nói đến kiến trúc của Tây Nguyên, chúng ta không thể không nói đến nhà rông của người Bana và nhà rông của người Tây Nguyên nói chung. Nhà rông của người Tây Nguyên được coi, được ví như là đình làng của người Việt. Và sân đơn chúng ta đây chính là nhà rông. Nhà rông có chức năng là nơi tụ họp, trao đổi của các già làng với các dân làng về các vấn đề quan trọng của buôn làng cũng như của đất nước. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động tâm linh, cũng như là nơi mà các thế hệ già sẽ truyền lại các giá trị văn hóa cho các thế hệ trẻ. Trong đây cũng là nơi trưng bày các hiện vật của buôn làng Tây Nguyên như là sừng vũ khí. Nhà rông là sản phẩm của các sản phẩm từ thiên nhiên, được xây dựng bằng những nguyên vật liệu từ thiên nhiên. Nhà rông được xây dựng từ 8 cột lấy từ cây đại thụ và kết hợp với hệ thống vì kèo tạo nên một bộ khung vững chắc. Mái nhà rông được cao 13 m, có gồm 2 mái chính và 2 mái hai bên. Hai mái chính được làm mái của nhà rông được lợp bằng cỏ danh dày 3 cm, hai mái bên hợp thành hệ thống tam giác cân. Và ngoài ra xung quanh nhà rông được che chắn bởi hệ thống đan mây tre đan lát. Sàn của nhà rông được làm từ ván lát. Nhà rông không chỉ độc đáo bởi nét kiến trúc mà còn bởi giá trị về văn hóa của người dân tộc Bana. Nó chứa đựng cả tâm hồn cũng như cả sự tài hoa trí tuệ của người dân tộc Bana. Cho em hỏi là ba cái cột sắt ở trên nhà rông chúng kia là gì ạ? tại đây chúng ta đây là một nguyên mẫu của nhà rông ở làng Bana, và ba cái hình nhọn sắt đó chính là cột thu lôi được thiết kế để chống cháy cho nhà rông. Ở nơi đây xung quanh còn có những hệ thống chữa cháy được xây lắp để phòng trường hợp bị hỏa hoạn. Cho mình hỏi cái này là cái gì nhỉ? Cái cột này là gì đây? Đây là cây nêu, một biểu trưng cho nhà rông vào các buổi lễ hội. Nơi đây thường được diễn ra lễ đâm trâu hoặc là những đêm lửa bập bùng xung quanh cây nêu.
nó là một nét đặc trưng của văn hóa của lễ hội Tây Nguyên. Trước mắt các bạn đây là nhà rông của người Ba Na. Nhà rông của người Ba Na là nhà sàn mái dốc, là nơi sinh sống của ba thế hệ gia đình. Mỗi hộ có một bếp riêng, bếp lửa được bố trí bên trong nhà theo hướng cách xa cầu thang. Nơi ăn chỗ ngủ luôn ở gần bếp lửa. Không gian trong nhà chia làm 3 phần, phía đông dành cho bố mẹ, phía tây dành cho các con, phía chính giữa dành cho khách. Và nhà ở của người Ba Na được bố trí một cầu thang chính diện. Và sau đây xin kính mời quý khách vào tham quan nhà rông. Và sau khi các quý khách tham quan nhà rông xong, chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài và đến tham quan nhà mồ. Hướng dẫn viên tại điểm Trương Thị Nhi xin kính chào quý đoàn đã đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội ạ. Và ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi được cùng với quý đoàn tham quan ở và khám phá khu mộ của người dân tộc Gia Rai ở Ê Đê. Và như chúng ta đã biết thì người Gia Rai thì thường theo chế độ mẫu hệ ạ. Và ngày xưa ấy, khi mà người vợ chồng được lấy vợ nhà vợ thì khi mà chết đi thì người ta không được chôn với người vợ đâu ạ, mà người ta thường được gửi về nhà mẹ đẻ của mình và chôn cất ở đấy. Và trước khi diễn ra cái lễ bỏ mộ ấy thì những người thân trong gia đình thường mang cơm, mang rượu, mang thịt đến đây để bón cho người chết thông qua những cái cột, người ta gọi là cột cút và cột cờ lao. Và thời gian nuôi mộ ở đây có thể kéo dài từ 1 năm, 3 năm, 5 năm đến 10 năm tùy theo điều kiện gia đình của người chôn cất đầu tiên ở đây. Và trong một cái huyết như thế này thì người ta thường chôn từ 15 đến 20 người và chết trong cùng một năm đấy. Và người Gia Rai thì có một cái tục rất là hay, rất là đặc sắc, đó là tục chiêu của cho người chết. Và vì theo chế độ mẫu hệ nên là người ta rất là coi trọng người phụ nữ. Nhưng mà khi tục chiêu của cho người chết ở đây, đó là người ta thường làm sức mẻ đi, rách rưới đi những thứ mà người ta cúng viếng cho người đã chết rồi. Và người đồng bào ở đây quan niệm là rằng là ở trên có rách thì ở dưới mới lành ạ. Và chính vì thế mà người ta phân biệt cái mộ của người đàn ông và người phụ nữ ở đây, đó là thông qua các mộ, thông qua các của cải mà người ta chia ở trên phần mộ đó. Và tục chia lễ bỏ mộ của người dân tộc Gia Rai có một ý nghĩa rất là nhân văn, đó là xây những ngôi mộ, ngôi nhà to hơn và đẹp hơn cho những người đã chết đi, khi mà trên đời người ta không được sống sung, người ta phải sống cuộc sống vất vả và không sung túc. Gắn liền với lại lấy bỏ mộ đó là hình tượng nhà mồ. Và thưa các anh chị thì như các anh chị đã thấy đây chính là hình tượng nhà mồ ạ. Và hình tượng nhà mồ ở đây không phải là những người ở dưới mộ đâu ạ, mà đây chính là hình tượng mà những người đồng bào đã dựng lên đây, như kiểu là để hình tượng những người đứng để tâm sự với những người đã khuất và ngăn cho những người đã khuất không quay trở về buôn làng để phá buôn làng nữa. Và đây như mọi người đã thấy đây chính là hình ảnh búp hoa sen tượng trưng cho hình ảnh đẹp muôn vẻ đời thường của người đồng bào dân tộc nơi đây. Và đây chính là hình ảnh cái bát ạ. Và hình ảnh đây là hình ảnh cái cối giá gạo, và đây là một nét đặc trưng, rất là đặc trưng của người đồng bào dân tộc Việt Nam. Còn đây chính là cái ghẹ rượu ạ. Cái ghẹ rượu này ý nghĩa tượng trưng cho sự mong muốn là các linh hồn không quay trở về để quấy phá dân làng. Em ơi, cho anh hỏi là tại sao cái hai cái bức tượng này nó lại không quay mặt ra chính diện mà nó lại quay sang hai bên em nhỉ? Em có thể giải thích cho anh được không? Dạ vâng. Ý của anh hỏi là hai bức tượng này đúng không ạ? Dạ đúng rồi đấy ạ. Vâng, thưa anh thì hai bức tượng này chính là hình tượng của những người mẹ và có những người con khuất nằm ở bên dưới này ạ. Và khi những người đã khuất thì người ta không dám đối diện với sự thật đau thương này, nên là người ta phải nhìn về hướng đông, hướng đông hướng của sự sinh sôi, của sự phát triển. Và có một nhà hoạt trị tới đây đã nói rằng là khi mà trước khi tới Tây Nguyên ấy thì mình cứ nghĩ mình đã văn minh, nhưng mà khi tới Tây Nguyên rồi thì mình mới biết người ta văn minh hơn mình nghĩ á. Và lời giới thiệu của em về khu mộ của người dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên đến đây và kết thúc ạ. Kính chào quý khách, tôi tên là Hoài Việt, thuyết minh viên tại điểm. Hiện nay tôi đang đứng ở khu 3, làng văn hóa du lịch các dân tộc Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Ở đây chúng ta đang được quan sát khu quần thể tháp Chăm Phốc Long Garai, được mô phỏng theo tỷ lệ 1:1. Quần thể tháp Chăm Phốc Long Garai Phan Rang Ninh Thuận. Khu quần thể này nằm trên điểm có cao độ lớn nhất của khu làng. Đây được xem như là điểm nhấn của khu làng văn hóa các dân tộc Đồng Mô, nằm trong trục chính của làng văn hóa. Ở đây chúng ta có ba tháp. Đây là tháp chính, tháp Ca Lang, và thứ hai là tháp cổng, tháp Gopura, ba là tháp Hỏa, tháp Gra. Đây là tháp Ca Lang, nằm ở trung tâm của một nhóm đền tháp có mặt bằng cơ bản là hình vuông, bốn hướng, bốn cửa, nhưng chỉ có một cửa vào mở ra theo hướng chính, các hướng còn lại là cửa giá xây nhô ra ngoài mặt tường. Một Ca Lang thường có ba phần cơ bản là hàm chứa ý nghĩa triết học sâu sắc: phần đế tháp tượng trưng cho thế giới trần tục, phần thân tượng trưng cho thế giới tâm linh, nơi con người đã tự thanh tịnh và gột rửa mọi bụi trần để đến gần với tổ tiên hơn. Mái tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, thường có 3 tầng và một chóp bịt kín bằng phần đỉnh tháp. Một tầng đều mang đầy đủ đặc điểm kiến trúc của một thân tháp thờ, với cửa giá, trụ áp tường, diềm mái, nhưng được giãn lược và thu dần vào khi lên cao. Trên cao là chúng ta được quan sát, đó là phần linga, gọi là linga của được coi là sinh thực khí. Chúng ta quan sát sang bên phía bên đây, đó là tháp cổng Gopura. Công trình này luôn nằm trên thân tường bao. Phía trước Ca Lang cũng có một phần không gian nội thất gồm một phòng vuông, nhưng toàn để trống. Phần tiền sảnh là hai nhánh đông tây trở thành một hành lang hẹp và rất ngắn. Gopura cũng có một vòm mái giật cấp nhỏ dần. Chiều cao chân tháp thay đổi tùy theo phần chân có chân đó nằm trên hay bên ngoài tường bao chung của nhóm. Và quý khách có thể thấy nó tháp này gần giống với phần mái tháp, có gần giống với mái đình của Bắc Bộ. Nó hình như là có thể nó là ảnh hưởng giao lưu giao thoa văn hóa của miền Bắc chúng ta. Cuối cùng chúng ta đến với tháp Hỏa, là tên gọi một kiến trúc đặc biệt trong tổng thể nhóm đền tháp Chăm. Công trình này cũng được Việt hóa bằng nhiều tên gọi khác nhau như là ngôi nhà Nam, ngôi nhà mái hình thuyền, tháp Co hay tháp Hỏa, tháp thờ thần Hỏa. Luôn nằm trong vòng tường bao tại vị trí đông nam tường bao. Kiến trúc này có mặt hình chữ nhật, nội thất rộng rãi, có tường ngăn chia thành hai phòng, cửa ra vào luôn được mở ra về hướng bắc. Mặt tường đông tây chỗ hai cửa sổ có chấn song con tiện bằng đá. Mặt tường nam được vây kín trang trí bằng những trụ tháp tường. Cót xa ra chỉ có hai tầng với mái cong hình thuyền úp vươn lên cao, khiến nó dễ gây chú ý trong tổng thể cả nhóm. Phần chân đế được trang trí bằng những lá nhĩ nhỏ ở vị trí chuyển tiếp của chân cột. Long Garai phiên bản mô phỏng ở Hà Nội đây thì được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2008 và đến ngày 23 tháng 11 năm 2012 thì được khánh thành và được các người Chăm ở trong Ninh Thuận và Bình Thuận ra đây để làm lễ nhập hồn cho các tượng và hệ thống công trình ở đây. Tháp Chăm không được xây dựng theo phương pháp thông thường mà người ta dùng phương pháp mài chợp, nghĩa là đặt hai viên gạch lại với nhau và được kết dính bằng một loại nhựa, đó là nhựa của cây rầu rái, và người ta mài nhẵn theo phương pháp thủ công rất tỉ mỉ và kỳ công, tốn rất nhiều thời gian. Ta có thể thấy là gạch được xếp với nhau và rất chít, gần như là không có thể hiện những mạch vữa nào ở đây. Tháp Chăm đặt trong sự gắn kết cộng đồng dân cư, luôn được coi như là một trung tâm chính trị, tôn giáo, không gian đặc biệt linh thiêng đối với người Chăm. Xin chào các bạn. Vậy là sau một ngày khám phá sự đa dạng và phong phú của văn hóa các dân tộc trong làng văn hóa dân tộc Đồng Mô thì
Hiện tại chúng ta đang có mặt tại nhà làng văn hóa người Mường để cùng nhau thưởng thức và trải nghiệm những món ăn ẩm thực đặc sắc của dân tộc Mường tại nơi đây. Vâng, ăn quanh vâng, là mời các bạn cùng thưởng thức những món ăn đặc sắc của đặc sắc. Cảm ơn. Mình sẽ xin giới thiệu với các bạn món cá đồ. Đây là món cá đồ gừng. Và món cá đồ thì được làm khá là công phu. Cá thì được bắt từ dưới suối lên và rất là tươi ngon. Cá được ướp với các gia vị và được nấu cách thủy trong các thùng, các hộp bằng gỗ hoặc là bằng tre. Còn đây là món cá đồ măng chua. Thì cũng cá cũng được bắt từ dưới suối lên. Và món măng chua thì có hạt dổi ạ. Và được tẩm ướp sau đó được nấu cách thủy và cho chúng ta một món ăn tuyệt vời như thế này. Và xin mời các bạn thưởng thức. Dạ vâng, thì vừa rồi các bạn vừa được hướng dẫn viên trường là giới thiệu về các bạn đó là hai món ăn, đó là chính là cá ốt đồ và đó chính là cá ốt đồ măng và ốt đồ gừng. Thì bây giờ mình hướng dẫn viên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai món, một số món tiếp theo, đó chính là món lợn nướng hạt dổi ạ. Và đây chính là món ốc của dân tộc Mường ở trên này, và kia chính là món măng xào. Và đầu tiên thì mình sẽ nói cho các bạn về cái cách làm xôi ở đây ạ. Cái xôi ở đây thì đầu tiên là người ta sẽ chọn những cái hạt gạo nào thơm ngon nhất, sau đó người ta sẽ mang đi xay, sau đó người ta về người ta nấu xôi lên, đồ lên, sau đó người ta sẽ trộn về những cái hai cái màu, ví dụ như là ở đây sẽ có hai màu người ta còn gọi là xôi nhị sắc ạ. Vâng, còn món tiếp theo mình nói đó chính là món ốc ạ. Ốc người ta luộc với lại lá lốt, và món ốc này thì người ta sẽ cắt cái phần đuôi của nó đi ạ, sau đó người ta rửa qua rồi bắc vào nồi. Đường rất là dài, nó mình nhìn nó toàn cây là cây á, rất là gần gũi với thiên nhiên. Mỗi tới là có cái con thơm thơm nó bừng bừng kìa. Oh,